Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị trở lại với Sức Khỏe Tự Nhiên. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung chính sau đây. 1. Ăn trứng theo cách này tận diệt ung thư, sống trường thọ. 2. 6 loại hạt ăn vào nội tạng hồi sinh. Sau đây là nội dung đầu tiên. Ăn trứng theo cách này tận diệt tế bào ung thư, sống trường thọ. Quý vị thân mến, nhiều người tìm đến với các loại thuốc bổ đắt tiền để ngăn ngừa ung thư. Nhưng các loại thuốc này chi phí tốn kém mà hiệu quả thì vẫn chẳng ăn thua. Các bậc thầy về y học khẳng định đây là một sự lãng phí không cần thiết. Và chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng các loại thực phẩm tự nhiên để áp dụng phòng chống bệnh ung thư. Trong muôn vàn các loại thực phẩm khác nhau mà con người vẫn thường sử dụng, trứng là một món ăn đặc biệt có giá thành rất bình dân nhưng đem lại hiệu quả tuyệt vời trong công cuộc phòng chống ung thư. Đây là một nguồn siêu thực phẩm cung cấp nguồn vitamin A, D và dưỡng chất dồi dào, giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chỉ ăn mỗi trứng thôi thì chưa đủ. Nếu biết cách hợp chúng với một số loại thực phẩm sẽ phát huy tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, bảo vệ gan thận khỏe mạnh. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, trứng xào mướp đắng. Ông bà ta có câu, thuốc đắng giả tật. Mướp đắng cũng được coi là một vị thuốc chữa bệnh đau đầu cực kỳ hiệu quả trong dân gian. Ngày nay, khoa học đã chứng minh mướp đắng không chỉ giúp chữa bệnh tiểu đường, ngăn ngừa cao huyết áp và đột quỵ, mà còn có thể kết hợp với trứng để phòng bệnh ung thư. Theo một nghiên cứu được thực hiện trên loài chuột, các chất được chiết xuất từ mướp đắng đã triệt tiêu nguồn sống của tế bào ung thư, khiến cho các khối u ác tính ngừng phát triển trong cơ thể, và thậm chí còn làm nhiều tế bào ung thư tự động chết đi. Kết quả thí nghiệm thành công trên chuột cho thấy sự phát triển của tế bào ung thư đã giảm đi tới 50%, nhất là đối với ung thư máu, ung thư gan và u tuyến tiền liệt. Mướp đắng với trứng sẽ phát huy công dụng ổn định đường huyết, ngăn chặn gluco và chất béo di chuyển đi khắp cơ thể. Điều này vừa kìm hãm sự phát triển của các tế bào gốc tự do gây ung thư, vừa giữ đường huyết ở mức ổn định. Các nhà nghiên cứu tại Mỹ cũng đang tích cực làm việc để xác định cụ thể xem những chất nào trong món mướp đắng xào trứng đã đem đến tác động kỳ diệu đối với việc phòng bệnh ung thư. Nhưng theo giáo sư Charles Ray, chỉ ngần ấy lý do thôi cũng đã đủ để thuyết phục bà bắt đầu ăn món trứng xào mướp đắng thường xuyên hơn và không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ sau 4 tuần ăn món này, căn bệnh tiểu đường của bà đã được kiểm soát, không còn những cơn đau đầu chóng mặt dai dẳng như trước nữa. Đôi mắt của bà cũng đỡ nhức mỏi đáng kể khi tiếp xúc với máy tính và trí não thì minh mẫn hơn. Đó là kết quả rất tuyệt vời mà mướp đắng xào trứng mang lại. Các bạn nên thử và tận hưởng các lợi ích tuyệt vời này. Mặc dù hương vị của mướp đắng khá kén người ăn, nhưng hãy nghĩ đến lợi ích mà mình sẽ nhận được và tích cực ăn món này ít nhất một lần mỗi tuần. Thứ hai, trứng xào nấm. Trứng xào nấm chính là món ăn mà các bậc danh y nổi tiếng thời xưa thường sử dụng để phòng ngừa bách bệnh, sống khỏe mạnh và trường thọ. Từ thời xa xưa, nấm được kê vào danh sách món ăn cao lương mỹ vị. Nhưng thời nay thì đây là loại thực phẩm phổ biến với giá thành bình dân và được bày bán nhiều tại các chợ và siêu thị. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Có rất nhiều loại nấm như nấm kim châm, nấm hương, nấm bào ngư, nấm rơm, nấm đùi gà. Nhưng loại nấm phù hợp nhất để xào với trứng thì có thể là nấm hương tươi hoặc nấm bào ngư. Nếu có điều kiện hơn, bạn có thể dùng nấm văn chi cũng rất tốt. Trong nấm có lượng vitamin D cao gấp 20 lần so với đậu tương, giúp bảo vệ xương chắc khỏe. Các hợp chất đặc biệt như axit amin và khoáng chất trong nấm giúp tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động mạnh mẽ để chống lại sự hoành hành của tế bào ung thư. Các chuyên gia y tế cũng khuyến khích bệnh nhân ung thư nên tăng cường bổ sung loại nấm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình.
để giảm bớt các tác dụng phụ của quá trình hóa trị hoặc xạ trị, cũng như làm ổn định số lượng tế bào bạch cầu trong máu. Thành phần của nấm khi kết hợp với trứng đem lại cho bạn một trái tim khỏe mạnh, ức chế ung thư, giảm chứng mất ngủ, suy nhược cơ thể và loại bỏ các vấn đề về đường hô hấp. Khi có bất kỳ sự manh nha nào của một tế bào khối u ác tính, chất polysaccharide trong nấm sẽ ngăn chặn để khống chế và không cho tế bào đó phát triển, lan rộng ra khắp cơ thể. Trứng xào nấm là một sự kết hợp hài hòa giữa trứng với nấm tươi, sẽ giúp món ăn vừa ngậy, vừa thơm ngon, đậm đà mà lại rất tốt cho sức khỏe của con người. Món trứng xào nấm cũng giúp cải thiện hệ miễn dịch, phòng chống bệnh cảm lạnh mùa đông. Ngoài ra, món trứng xào nấm còn tăng cường chức năng não bộ, chống đau xương khớp, phòng bệnh tiểu đường và hạn chế tình trạng béo phì. Thứ ba, trứng đúc ớt chuông. Có lẽ ớt chuông hay còn gọi là ớt ngọt đã không còn quá xa lạ. Loại quả này thường được sử dụng ở Hàn Quốc, nhưng hiện nay đã trở nên phổ biến trong các món ăn tại Việt Nam. Đây là một nguồn vitamin và chất chống lão hóa tuyệt vời. Trong số tất cả các loại ớt chuông vàng, xanh, đỏ, cam, thì ớt đỏ là có nhiều giá trị nhất đối với việc phòng chống ung thư. Và đây là thứ mà bạn nên kết hợp với trứng trong chế độ ăn uống. Hàm lượng lưu huỳnh tự nhiên và hoạt chất capsaicin trong quả ớt chuông đỏ là một phương tiện hiệu quả, hoạt động như một chiếc lá chắn vững chắc bảo vệ cơ thể bạn chống lại các tế bào gốc tự do gây bệnh ung thư. Chất chống oxy hóa trong ớt ngọt cũng làm ngăn chặn quá trình chuyển hóa của các tế bào liên quan, ức chế chúng không thể biến đổi thành ung thư và từ đó giảm thiểu tỷ lệ tế bào ung thư hoặc tiền ung thư trong cơ thể. Loại quả này giàu chất xơ, khoáng chất cùng vitamin A giúp kiểm soát lượng đường trong máu luôn ổn định, đóng vai trò ngăn chặn bất kỳ sự tăng đột ngột của đường huyết. Thành phần carotenoid trong quả ớt chuông đỏ sẽ hỗ trợ tích cực cho người mắc bệnh viêm khớp, làm giảm các triệu chứng sưng nóng, đỏ đau. Ngoài ra, chất capsaicin trong ớt chuông cũng đẩy nhanh việc đốt cháy chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong cơ thể, phòng chống béo phì và ngăn ngừa bệnh tật. Ăn trứng đúc ớt chuông thường xuyên giúp đôi mắt trở nên tinh tường hơn. Lutein và vitamin A có trong trứng và ớt chuông sẽ là những chất chống lão hóa, đem lại nhiều lợi ích cho đôi mắt, làm giảm đáng kể nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, vốn là hai hội chứng rối loạn thị lực rất phổ biến ở những người trung niên và cao tuổi. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khoa học cũng cho thấy những ai ăn trứng mỗi ngày sẽ giảm được tới 36% nguy cơ mắc bệnh đột quỵ và tai biến mạch máu não, đồng thời phòng ngừa nhồi máu cơ tim và hạn chế các vấn đề về tim mạch. Vị hăng của ớt chuông khi xào với trứng có thể kích thích tiết nước bọt và tăng tiết dịch dạ dày, tạo cảm giác ngon miệng, tiêu hóa dễ dàng hơn. Chất dinh dưỡng trong hai loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau thì hiệu quả sẽ nhân đôi. Vừa sửa chữa các tổn thương tại gan, tiêu diệt tế bào ung thư, lại bảo vệ hệ tim mạch và phòng ngừa đột quỵ. Quý vị thân mến, chỉ là một món ăn đơn giản nhưng hiệu quả lại rất bất ngờ. Quý vị hãy thường xuyên bổ sung món ăn này vào thực đơn để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. 6 loại hạt ăn vào nội tạng hồi sinh. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người thường nghĩ đến các loại hạt giống như một món ăn vặt, ăn cho vui miệng những lúc rảnh rỗi, tán gẫu với bạn bè, lúc xem phim. Chứ ít ai nghĩ đến dinh dưỡng có trong các loại hạt này. Đây quả là một thiếu sót đáng tiếc. Trên thực tế, nhiều loại hạt là nguồn dinh dưỡng quý báu, lành mạnh mà không có bất cứ thực phẩm nào có thể thay thế được. Sữa làm từ hạt cũng có những ưu điểm nổi bật hơn so với sữa động vật. Quý vị và các bạn không nên bỏ qua 6 loại hạt quý cho sức khỏe giúp nội tạng hồi sinh. Loại hạt thứ nhất, hạt óc chó. Trước đây quả óc chó không quá phổ biến ở nhiều nơi, tuy nhiên từ khi giá trị dinh dưỡng của hạt óc chó được biết đến rộng rãi thì nó được bày bán phổ biến trong tất cả các siêu thị, cửa hàng. Đây là một loại hạt
không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Với những hoạt chất quý, hạt óc chó được coi là thần dược cho trí não, khi nó có chứa rất nhiều các axit béo cần thiết cho hoạt động của não bộ. Sử dụng hạt óc chó thường xuyên giúp tăng cường hoạt động của não bộ, tăng sự tập trung minh mẫn, tăng cường trí nhớ và đặc biệt là phòng ngừa hiệu quả của bệnh Alzheimer, một chứng bệnh suy giảm trí nhớ thường gặp ở người cao tuổi. Không chỉ tốt cho trí não, hạt óc chó cũng là thực phẩm quý cho sức khỏe tim mạch. Nhờ lượng axit béo omega 3, khoáng chất, vitamin và chất oxy hóa dồi dào, axit béo omega 3 giúp ngăn ngừa các cục máu đông. Đây là nguyên nhân chính gây nên các cơn đau tim. Khi omega 3 kết hợp cùng chất xơ sẽ giúp hạ tỷ trọng cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc hầu hết các bệnh tim mạch như đột quỵ, rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch. Hạt óc chó cũng cực kỳ cần thiết cho quá trình hoàn thiện cơ thể, phát triển trí não của thai nhi và trẻ sơ sinh. Đó là lý do vì sao phụ nữ mang thai được khuyên nên thường xuyên bổ sung hạt óc chó trong khẩu phần ăn. Bên cạnh đó, một số thành phần có trong quả óc chó giúp tinh trùng của nam giới khỏe hơn, tăng khả năng sống sót, di chuyển, cân bằng hình thái tinh trùng, từ đó tăng cường sinh lý và khả năng sinh sản ở nam giới. Loại hạt thứ hai, hạt hạnh nhân, cũng là một nguồn cung cấp chất béo tốt, lại rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, chất xơ cùng nhiều dưỡng chất quan trọng khác, nên hạt hạnh nhân giúp cải thiện tình trạng rối loạn chất béo trong máu, góp phần hiệu quả vào quá trình giảm cholesterol xấu trong cơ thể, nhưng vẫn giúp duy trì lượng cholesterol tốt HDL. Chất chống oxy hóa đặc biệt có trong hạnh nhân là flavonoid giúp tăng cường hoạt động tim mạch, đồng thời bảo vệ tim khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra, hạnh nhân rất giàu amin, magie, đồng, mangan, canxi và kali. Những chất này góp phần hiệu quả ngăn ngừa xơ vữa động mạch gây đột quỵ, đồng thời đẩy sạch các cặn bám gây xơ vữa. Hạnh nhân cũng là cứu tinh của những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Nhờ khả năng cân bằng nồng độ insulin và giảm lượng glucose trong máu, hạnh nhân giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả. Lượng magie có trong hạt hạnh nhân cũng giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt magie trong nước tiểu của các bệnh nhân tiểu đường. Nếu quý vị muốn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì không nên bỏ qua việc ăn hạnh nhân. Mỗi ngày, các phần tử kiềm trong hạnh nhân, đặc biệt là lớp vỏ bên ngoài bao quanh hạnh nhân, có chứa các thành phần probiotic. Đây là chất có tác dụng tiêu hóa, giải độc và phát triển những lợi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, chất dinh dưỡng như vitamin B, protein và canxi trong hạnh nhân còn giúp làm giảm triệu chứng viêm loét dạ dày và hỗ trợ hồi phục các tổn thương. Hàm lượng chất xơ có trong hạt hạnh nhân cũng tương đối cao, có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón ở nhiều người. Loại hạt thứ ba, hạt lạc. Hạt lạc thì quá quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, phổ biến hơn và giá thành cũng rẻ hơn hai loại hạt nêu trên. Nhưng giá trị dinh dưỡng có trong hạt lạc thì không hề thua kém. Lạc là thần dược ngăn ngừa thiếu máu, hỗ trợ quá trình tạo tiểu cầu cho cơ thể. Vì thế, những người mắc chứng thiếu máu nên ăn lạc thường xuyên. Đặc biệt khi ăn lạc, nên ăn cả phần vỏ lụa, vì vỏ lụa có thể ức chế protein xơ tan chảy, thúc đẩy tạo ra tiểu cầu, tăng cường chức năng thu co của huyết quản mao mạch, giúp chữa trị bệnh về giảm tiểu cầu và ngăn ngừa xuất huyết. Hàm lượng axit amin và protein cao trong lạc còn giúp làm chậm quá trình lão hóa. Chất VE hàm chứa trong lạc có thể làm chậm tế bào lão hóa và tăng cường chức năng giải độc của gan, cho lá gan luôn khỏe mạnh và thực hiện tốt chức năng của mình. Lạc còn có tác dụng tốt cho dạ dày, giúp làm ấm dạ dày, đặc biệt có thể chống đau dạ dày khi gặp lạnh. Vì vậy, vào lúc thời tiết giá rét hoặc những người hay bị lạnh bụng nên bổ sung lạc trong bữa ăn của mình. Đặc biệt, chất béo lành mạnh có trong lạc có thể làm cho cholesterol trong gan phân giải thành axit dịch mật, thúc đẩy bài tiết, đào thải ra ngoài qua phân,
từ đó giảm thấp hàm lượng cholesterol xấu để phòng ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch nguy hiểm. Loại hạt thứ tư, hạt điều. Hạt điều có chứa nhiều chất chống oxy hóa quý giá như ocoperon, acid anacardic, cayenol và một số hợp chất phenol nhất định được lưu trữ trong vỏ hạt điều, giúp phòng tránh ung thư cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, magie, phốt pho, canxi và vitamin K có trong hạt điều cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của xương. Trong khi magie cần thiết cho quá trình hình thành xương, thì những thành phần còn lại giúp xương định hình chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương. Muốn có một hệ xương khớp khỏe mạnh, bạn nên ăn hạt điều thường xuyên để bổ sung những dưỡng chất quý giá và cần thiết. Các chất béo không bão hòa đã có trong hạt điều giúp giảm lượng chất béo trung tính và cholesterol xấu trong cơ thể, đồng thời làm tăng lượng cholesterol tốt, giảm nguy cơ bị bệnh đau tim, đột quỵ, mạch vành. Magie trong hạt điều cũng góp phần giúp cơ tim thư giãn, từ đó ổn định huyết áp hơn. Loại hạt thứ năm, hạt maca. Maca là một loại hạt vừa có hương vị thơm ngon bậc nhất và giá trị dinh dưỡng rất cao, rất tốt cho cơ thể. Các hợp chất thực vật có trong maca là tocotrienol và flavonoid. Với hàm lượng cao nhất trong số các loại hạt, không chỉ có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư mà còn có thể góp phần tiêu diệt các tế bào ung thư. Vì vậy, maca được biết đến là một thực phẩm vàng giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Hợp chất tocotrienol trong maca còn giúp bảo vệ trí não khỏi tác động xấu từ glutamate, nguyên nhân chính gây ra các căn bệnh liên quan đến não bộ như Parkinson và Alzheimer. Nhờ lượng chất chống oxy hóa dồi dào, hạt maca giúp trung hòa và tiêu diệt các gốc tự do, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nói chung, bảo vệ toàn diện cho trí não, tim mạch, cơ xương khớp và các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Cũng nhờ những chất chống oxy hóa này, hạt maca có tác dụng kháng viêm và phòng ngừa các bệnh liên quan đến viêm vô cùng hữu hiệu. Các chất béo lành mạnh trong hạt maca còn giúp cơ thể chống lại bệnh tiểu đường, type 2 và những căn bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa, nhờ cơ thể giảm cholesterol và ổn định insulin trong cơ thể. Loại hạt thứ 6, hạt dẻ cười. Đứng cuối cùng trong danh sách các loại hạt mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là hạt dẻ cười. Hạt dẻ cười chứa hơn 30 loại vitamin và đặc biệt có chứa nhiều vitamin B6, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Các chất chống oxy hóa trong hạt dẻ cười giúp cơ thể chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa hay các bệnh khác, từ đó tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Với lượng chất béo không bão hòa lên đến 25g trên 100g, loại hạt này có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol xấu, ngăn chặn hình thành màng xơ vữa gây tác động mạnh và ngăn chặn cơn nhồi máu cơ tim tiềm ẩn đối với bệnh nhân tiểu đường. Gluco tạo thành một liên kết với protein khiến cơ thể không hấp thụ được. Quá trình này được gọi là glycat hóa. Chất chống oxy hóa có trong hạt dẻ làm giảm quá trình glycat hóa, từ đó kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, các loại hạt nêu trên đều có hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Cũng chính vì thế nên năng lượng mà các loại hạt này cung cấp cũng rất nhiều. Quý vị chỉ nên ăn với một lượng vừa phải để tránh dư thừa năng lượng mỗi ngày. Ăn khoảng 30g là đủ. Tốt nhất là ăn hạt được luộc chín và rang chín. Với những hạt có lớp vỏ lụa bên ngoài thì quý vị nên ăn cả lớp vỏ lụa này để có được lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. Ngoài ra, để thay đổi mới mẻ hơn, quý vị có thể dùng các loại hạt này để nấu sữa uống. Tuy hàm lượng dinh dưỡng không cao bằng ăn trực tiếp, nhưng cũng là một cách tốt nhất để bổ sung dinh dưỡng lành mạnh vào chế độ ăn hàng ngày. Quý vị thân mến, thông tin trên cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu thấy bổ ích, đừng ngại nhấn like, chia sẻ cho người thân của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.